Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất kiểm tra, làm rõ thông tin về công trình chung cư My House ở xã Tân Xã, huyện Thạch Thất. Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện chung cư mini không phép có tên My House ở xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, quy mô 9 tầng với gần 200 căn hộ cho thuê. Công trình này do ông Nguyễn Minh Công ở xã Tân Xã làm chủ đầu tư và vào tháng 3 năm 2023 đã bị Ủy ban Nhân dân xã Tân Xã xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng do xây dựng không phép. Sau khi bị xử phạt, tới tháng 4 năm 2023, ông Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất đã cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Minh Công xây dựng công trình trên với tên gọi là nhà ở riêng lẻ tại thửa đất số 152 tờ bản đồ số 14, thôn 1, xã Tân Xã có diện tích 726,5 m², công trình được cấp phép xây dựng 3 tầng tum, diện tích tầng 1 là 150 m², tổng diện tích sàn gần 492 m², mật độ 20,7%. Tuy nhiên, sau đó, công trình trên đã xây dựng cao tới 9 tầng, với quy mô gần 200 căn hộ.